các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu nha. Hồi nãy lại thì do cái điện thoại nó có tin nhắn á là nó đã tắt rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ quay tiếp nha, quay tiếp theo cái video lúc nãy ha, tức là tới cái áo này rồi. Size này là size XL ha, size lớn nhất ha, đây đó, cái quả thì nhìn rất là đẹp các bạn ha. Đây, phía bên trong nè, đây để là make in nè, make in Việt Nam nè ha, đó các bạn thấy đúng không? Rồi ok, rồi tiếp theo đây cũng là cái size XL luôn nha. Đó thì những cái màu thì mình đã có cái bảng màu sẵn rồi đó, thì các bạn cứ vào cái bảng màu và các bạn chọn ha, chọn nó có thể có số thứ tự hết, thì các bạn có thể chọn và mình có thể đặt mua. Rồi đây là cái màu rêu á, rêu ha, à đó, cái màu cũng khá là đẹp. Đây size XL nè các bạn, size XL khá là bự nha. Đây đó, size XL. Rồi đây mình quất không. Rồi còn đây là cái mẫu mà quần thun á các bạn, cái quần legging ha, cái quần legging thun. Đây cái quần legging thun nè, ở đây nó sẽ có rất là nhiều màu, còn cái này là mình sẽ cho các bạn xem là cái màu màu đen mà có sọc đen trắng, rồi có màu đen một sọc trắng, rồi màu xám, màu rêu, nó rất là nhiều ha. Mình sẽ đăng trên cái kênh Facebook của mình á, những cái màu sắc mà bên mình hiện có, rồi bên mình sẽ có đủ size luôn, thì các bạn có thể chọn size, chọn màu sắc rồi mình sẽ bắt đầu đặt hàng cho các bạn ha. Đó thì nói chung cái mình bán đồ rất là đẹp các bạn, thì như các bạn đã thấy là mình đã chụp hình thật luôn, mình đã mặc thật luôn và mình chụp lên để cho các bạn xem, và bây giờ mình sẽ review trực tiếp bằng cái video luôn, thì nói chung là nó sẽ không thể nào giả được nha các bạn. Đó đây cái chất vải, dù là legging nhưng mà cái chất vải này rất là dày nha, nè rất là dày nè. Đó tại vì nếu mà đưa đi này các bạn sẽ thấy như này, nhưng mà ra nó rất là dày hết các bạn. Đây đó, đó rất là dày ha. Đây đó, người ta may cũng rất là đẹp luôn đó. Thì cái này là size gì đây ta, size L nha, size L legging, size L đó. Đó, ok. Và cái kiểu này á, cái kiểu này thì nó cũng có cái túi nữa cho các bạn, cái túi nè, nhưng mà ở đây người ta chưa có khui cái này á, thì các bạn có thể về với bạn khui ra nha, khui cái túi ra đó. Thì rất là đẹp các bạn, tại vì nếu mà cái quần như thế này các bạn mua cái quần legging này, các bạn mua như là mình mặc nó vừa á, nó mặc nó ôm vào cái chân á, thì sau đó các bạn có thể là mua cái áo này màu trắng hoặc màu đen gì đó, các bạn có thể là phối cho dạng nó rộng xíu, nhìn cũng rất là thích các bạn đó. Rồi và cái áo này thì mình rất hay review đây các bạn, rồi, tức là mình rất hay là đây áo này, mình rất hay đứng ở cái chỗ này để mình chụp hình á, thì cái áo này là áo crop top nha, tức là áo nó tới rúng thôi nha các bạn, tới rúng thôi nha. Đây cái form của nó như thế này, đây cái form của nó rất là đơn giản ha, thì nó là ngắn tay nè, đó nó ngắn tay rồi, thì các bạn có thấy là người ta ôm mai nó ôm như cái eo nè, tức là khi các bạn mặc tập thể dục, và các bạn mặc nói chung là phối với những cái quần này cũng rất là đẹp nè, phối với quần này luôn cũng được, hoặc là quần jean hoặc quần short mà lưng cao á, thì nó sẽ tôm được cái vòng eo của bạn rất là đẹp ha. Đây nó như thế này ha, đó nó như thế này đó, nhìn rất là đẹp nha. Thì ở đây mình cái áo này thì có khoảng 5 màu các bạn, nhưng mà ở đây mình sẽ có một cái màu xám, hôm bữa mình đã chụp hình rồi đó,
Rồi bây giờ có thêm màu trắng nè, màu hồng nè, đó các bạn có thể thấy nè, chiếc vải rất rất là đẹp ha, các bạn rất yên tâm nha, nó không có mỏng đâu nha, này chiếc vải nè nhìn rất là đẹp đó. Chiếc vải nói chung là cái giá mà mình bán rất là rẻ so với cái chất lượng này luôn các bạn, rất là rẻ luôn ha. Rồi ok, tại vì các bạn cứ thích cái giá mà nó rẻ rẻ hơn á thì các bạn mua về các bạn sẽ cảm thấy hối hận liền. Đây, tại vì chất vải nó sẽ không được như thế này đâu nha. Đó, rất là đẹp. Đây, đây là cái màu hồng nè các bạn. Màu hồng cũng rất là dễ phối cho những các bạn nữ mà ưa chuộng cái sự dễ thương, nhí nhảnh gì đó. Đó, thì nói chung là cái màu này rất là thích. Đây, cho các bạn xem ha. Đây, rất là đẹp. Ok, và bây giờ mình tới phần cái quần nha các bạn. Rất là mệt mỏi. À, đây có thêm một cái áo tay dài, form dài nữa đây. Đây, form dài đây các bạn, cũng là áo crop, crop top luôn. Mà cái form nó sẽ dài hơn. Đây mình sẽ so sánh cho các bạn xem nha. Cái loại áo này là mình tree size nha các bạn, tức là 55kg trở xuống mình mặc. Đây, cái áo crop top thì 55kg trở xuống mình mặc ha. Cái độ dài của cái áo thì nó sẽ giống nhau, nói chung là form sẽ giống nhau hết. Chỉ khác nhau là cái tay dài và tay ngắn thôi ha. Cái này tay ngắn ha. Còn cái này tay dài thì tay dài nó mình mặc nó sẽ lịch sự hơn. Khi mà mình đi ra ngoài hay này kia đó, mình đi tiệc hay này kia cũng được ha. Thì mình chỉ diện lên một cái quần hoặc là cái váy á, quần jean, váy gì cũng được. Mà lưng nó cao lên một xíu là các bạn mặc khối lưng rất là đẹp luôn ha. Đó. Rồi. Và cái này ở đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem. Cái mẫu này thì mình chưa có up lên chưa có post lên cái hình lên cái trang Facebook của mình ha. Thì đây. Cái đầm body nha các bạn. Cái đầm body tay ngắn mà nó sẽ xẻ đây, nó sẽ bên hông, nó sẽ từ đây tới đây ha. Đó, các bạn thấy nó xẻ nè. Đó, bây giờ mình sẽ đứng lại cho các bạn xem nha. Đây, nó cũng dài qua gối mình ha. Mình cao thì cái này cũng là tree size luôn nha các bạn. Cái này tree size luôn. Chất vải thì nói chung là rất là đẹp, không cần bàn cãi thêm nha. Không cần mình cải thêm, đó, rất là đẹp ha. Thì cái này nó cũng là tree size luôn các bạn, 55kg trở xuống. Và mình thì cao 1m47 thì khi mình mặc là nó vừa tới gối luôn. Nó vừa tới gối luôn ha. Rồi một siêu phẩm đây các bạn, đây là siêu phẩm nha. Mình chưa có post luôn, chưa có post hình để mình bán luôn. Đây. Siêu phẩm đây các bạn ơi. Đây là size L nha. Đây là cái quần mà chất vải kaki nha các bạn, không phải là dây thun nữa nha. Và nó có phối một ít cái bên hông nè, nó là thun nè. Nhưng mà cái thun này rất là đẹp, còn lại là vải kaki hết ha. Thì cái này thì cái giá nó sẽ cao hơn chút đỉnh so với những cái quần thun nha. Nhưng mà nó cũng không quá cao. Đó, đây. Các bạn có thể xem cái chất vải ha. Đó. Đó, chất vải rất là đẹp nè. Rồi đó, người ta may này không? Nó rất là đẹp nha. Đây. Đây cái form nó sẽ như này, nó sẽ bo nha, cái chân nè. Chân nó sẽ bo thun nữa nè. Đó. Quá là đẹp, xuất sắc luôn. Rồi. Mình sẽ có một màu đen cho các bạn xem nữa nè. Đây, đây là màu đen ha. Cái này size M. Đó, size M nha các bạn. Đó, size M thì cái này cũng đó. Lưng cao. Size M thì nói chung là đối với mình á, mình là 1m47 46kg thì mình sẽ mặc size S nha. Còn cái này thì nếu mà các bạn thích mặc size bự á thì các bạn hãy chọn size M ha. Đây là size M.
Đó. Thì mình thấy cái màu đen thì nó sẽ dễ mặc hơn các bạn, y như là những cái bạn nào không thích nổi á thì các bạn có thể chọn màu đen để mình có thể phối đồ rất là dễ ha. Đây mình sẽ cho cái chất vải, xem chất vải nha các bạn. Đây. Đây. Đó màu đen ha, nhìn rất là nét nha các bạn. Đây nhìn rất là nét rồi. Xung quanh người ta cũng mấy thun đen rồi đó, rất là đẹp. Rồi cái quần này cũng có túi luôn nha. Cái quần này cũng có túi luôn ha. Đây cái túi đây. Wow, cái túi rất là sâu luôn. Cái túi rất là sâu các bạn. Đây, cái túi nè. Từ ngay chỗ này mà tới chỗ này luôn. Đây cái túi ha. Khá là đẹp. Ok. Rồi và một cái quần nữa, mà cái quần này là mình rất hay mặc để mà chụp hình đây các bạn. Rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy một cái màu khác, đó là màu xám ha. Màu xám, bữa mình mặc màu đen rồi bây giờ mình sẽ lấy màu xám cho các bạn xem nha. Đây. Wow, rất là đẹp các bạn ơi. Đó, cái này là size M như các bạn ha. Size M. Đó. Thì cái này cũng là bo cái chân luôn nè. Cũng là bo cái chân luôn nè các bạn ha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem chất vải nha. Chất vải nè. Đó, các bạn thấy chất vải rất đẹp không? Đó. Đó. Rồi ở đây cũng là người ta cũng sẽ bo cái chân nè. Bo cái mắt cái chân á. Thì các bạn cái điều mà mình thích khi mặc cái quần này các bạn, rất là thoải mái. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà mình mặc cái quần này á, cái tại vì dây thun thì cái phần ở trên đây á nó sẽ tạo cái hiệu ứng là nó sẽ phùng ra, sẽ tạo cho các bạn thấy một cái vòng ba rất là đẹp ha. Rồi bên cạnh đó nó sẽ có bo cái chân á. Nè, nó bo cái chân như thế này thì nó sẽ tạo cho các bạn cái cảm giác cái chân á nó sẽ nhỏ lại, nó sẽ đó, rất là đẹp ha. Rồi các bạn khi mà vòng ba mà nó tạo cái cảm giác nó to vòng ba thì các bạn mặc vô những cái áo mà crop top á, những cái áo crop top mà theo eo á, các đây tới vòng eo nè. Đó, tức là cái này áo nó sẽ ôm vô. Sau đó các bạn mặc cái quần cái phùng cái vòng ba ra đó thì để tạo cảm giác cái vòng ba của bạn rất là to, rất là đẹp nha. Đó. Ok, và tới đây thì video đã hết rồi. Thì các bạn nhớ theo dõi cái kênh YouTube của Lubu Live Vlogs. Và cái đây là cái video, cái kênh YouTube mà mình sẽ thường xuyên cập nhật những cái hoạt động trong cái đời sống của mình. Và bên cạnh đó thì mình có một cái kênh YouTube khác, đó là Diệu Trần Travel ha. Thì cái kênh này thì mình sẽ làm những cái video về du lịch nha. Tức là mình sẽ đi du lịch ở đâu, mình sẽ review những cái nơi đó để cho các bạn xem. Rồi những có những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ nào khi mình tới những nơi đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Và đồng thời thì các bạn đừng quên các bạn theo dõi cái trang Facebook, đó là Miss Việt Nam Hàng Việt hàng xuất nhập khẩu ha. YouTuber đó, đây là cái kênh mà mình sẽ bán hàng ở đây ha. Thì các bạn có thể thấy là mình đã review hết luôn rồi, nguyên một đống đồ như thế này rồi đó. Thì các bạn có thể thấy được là những cái tấm hình rồi những cái video này thì chất lượng các bạn có thể đánh giá được. Bên cạnh đó, chất lượng các bạn có thể đánh giá và cái giá mà mình bán ra so với chất lượng như thế này là khá là ok các bạn, không mắc, không hề mắc nha. Mình đã bán rẻ hơn những cái chỗ khác người ta bán rồi đó. Đó. Cho nên các bạn nhớ và các bạn mua nhiều thì tất nhiên là mình sẽ có một cái giá tốt hơn cho các bạn. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lubu Live Vlogs ngay chỗ này nha. Đó là bạn bấm vô cái góc màn hình đó, sẽ có cái hình của mình. Thì các bạn nhớ bấm vô đó thì nó để là subscribe hoặc là đăng ký, thì các bạn chỉ nhấp vô đó thì các bạn đã theo dõi được cái kênh YouTube của Lubu Live Vlogs rồi ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc, một ngày vui chơi, nghỉ ngơi gì đó rất là thoải mái, rất là thành công, rất là nói chung là suôn sẻ ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nhé.